Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 312 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, lại qua thêm thời gian mấy năm nữa, Trung Nhạc rút cuộc đã trọng luyện một lần toàn bộ 30 kiện bảo vật thiên đạo. Toàn bộ bảo vật thiên đạo đều được đánh lên lạc ấn tiên thiên bắt quái. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trả vạn đảo đạo truy lại cho Huyền Kỳ Nhị Đế. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, 30 kiện bảo vật thiên đạo bay lên rơi vào trong biếc cảnh đạo nhất của hắn, bổ khuyết vào trong thánh địa tiên thiên bắt quái. Thiên tạm thời sẽ không xuất thủ với ta, vậy ta có thể tạm thời dùng bảo vật thiên đạo để đề thăng chân thân của ta được. Chân thân ta càng mạnh, thực lực đề thăng càng mạnh, càng nhanh, thiên sẽ càng khó có thể hạ thủ với ta được rồi. 30 kiện bảo vật thiên đạo rơi vào trong quái tượng thiên đạo của tiên thiên bắt quái. Tinh thần Trung Nhạc nhất thời đại chấn, trong đầu vang lên một tiếng ầm vang thật lớn. Vũ trụ đạo nhất của hắn không ngừng được mở rộng, diện tích đề thăng lên gấp bội. Bên cạnh đấy, tinh thần lực của hắn cũng đồng thời tăng vọt, pháp lực điên cuồng đề thăng. Thánh địa tiên thiên bắt quái cũng tự mở rộng, thực lực chân thân của hắn cũng nước dâng thì thuyền lên. 30 kiện bảo vật thiên đạo đã khiến cho vũ trụ đạo nhất của hắn có được thiên đạo hoàn chỉnh, để thăng đối với thực lực của hắn có thể tưởng tượng. Thật mạnh, thật sự rất mạnh. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, vươn một bàn tay ra, nhẹ nhàng lật một cái. Trong tay của hắn nhất thời có thêm một thanh Hỗn Nguyên Đại La Kiếm. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động, Hỗn Nguyên Đại La Kiếm chanh một tiếng, chia ra làm 50 thanh. Mũi kiếm hướng vào bên trong, không ngừng xoay chuyển trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một vòng tròn thật lớn. Hắn bấm tay khẽ búng, Hỗn Nguyên Đại La Kiếm biến mất, thay vào đấy là Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư vù vù lật ra. Mỗi khi lật qua một trang, sẽ liền có một thế giới từ trong trang sách đột nhiên nhảy ra ngoài. Từng cái từng phiến thế giới xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, vô cùng trầm trọng, chất chứa năng lượng thật lớn. Trung Nhạc nắm quyền lại, toàn bộ các thế giới quay trở về trong sách. Trượng Thiên Bộ Địa Thiên Thư liền biến mất. Ngón tay hắn mở ra, tay niết thiên ấn, đánh ra một ấn. Thiên ấn tự động hiện ra, mang theo thiên uy mênh mông bát ngát. Hai tay hắn chụp một cái, giơ cao quá đầu. Thiên bình xuất hiện nhất thời, thay đổi thời tiết bốn mùa. Trung Nhạc lại tản đi thiên bình, giơ một tay lên cao. Huyền Hoàng Sơn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Huyền Hoàng nhị khí, một cái chìm xuống, một cái bay lên. Tâm niệm của hắn khẽ động, Hỗn Thiên Nghi bay lên, gào thét bành trướng. Lịch biểu chu thiên hiện ra trên Hỗn Thiên Nghi. Thật là bảo bối tốt mà, nếu thiên không tranh với ta, sẽ có thể khiến cho thực lực của ta cường đại gấp mấy lần, đánh chết một tôn đế cũng không đáng nhắc tới. Trung Nhạc không ngừng tán thán, từng cái thí nghiệm một lần 30 kiện bảo vật thiên đạo, càng lúc càng hài lòng, vô cùng hài lòng đối với uy năng của bảo vật thiên đạo. Đám bảo vật thiên đạo này cũng không phải là dùng vũ trụ nguyên dịch luyện chế mà thành, uy lực còn chưa đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng uy năng của chúng cũng là cường đại như vậy. Nếu lại dùng vũ trụ nguyên dịch để luyện chế, chỉ sợ uy lực của mỗi một kiện bảo vật thiên đạo đều sẽ là cấp bậc đẳng cấp thiên ngục, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Vũ trụ nguyên dịch mà hắn tìm được cũng không nhiều lắm, đã dùng hết trên thánh địa tiên thiên bắt quái để thăng thực lực chân thân của chính mình, tự nhiên không có khả năng dùng vũ trụ nguyên dịch vô cùng chân quý trên bảo vật thiên đạo. Dù sao, có thể cướp đoạt được quyền trưởng khống bảo vật thiên đạo từ trong tay của thiên hay không cũng còn chưa thể nói trước được. Thời gian cực nhanh trôi qua, trong lúc bất chi bất giác lại qua 50 năm nữa, khoảng cách đại hội chư đế tương lai lần thứ tư cũng càng lúc càng gần. Trung Nhạc đã sai người đi tới các nơi trong vũ trụ rộng rãi mời gọi hào kiệt, mà vào lúc này Mục Tiên Thiên lại phái thần quang mang theo đế chỉ đi tới tổ đình khom người nói: Thiên thừa tướng, bệ hạ đã xuất quan, lệnh cho thần mang đế chỉ của bệ hạ tới đây. Trong lòng Trung Nhạc chấn động nói: Đọc đi.
Gã thần quang kia vội vàng lên tiếng: "Ý chỉ của bệ hạ là đế chỉ không thể đọc ra, bản thân thiên thừa tướng tự xem là được." Trung Nhạc đón lấy đế chỉ của Mục Tiên Thiên, mở ra nhìn lại, chỉ thấy trên tờ đế chỉ này một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ văn tự gì, chỉ có hai cái thủ ấn. Đó là hai cái thủ ấn bất đồng, đều là tay trái, một cái là thần thủ ấn, một cái là ma thủ ấn. Hai cái thủ ấn tản mát ra ba động đáng sợ, đó đều là tiên thiên đế uy. Chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên rút cuộc đã thành đế rồi. Mặc dù Trung Nhạc sớm đã nghĩ tới tình huống này, nhưng trong lòng vẫn có chút rung động. Quá nhanh, tốc độ chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên thành đế đã vượt qua dự tính của hắn. Từ lúc chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên thành đế cho tới bây giờ, chỉ mới qua có mấy trăm năm, không ngờ chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên cũng đã thành đế. Hắn vốn cho rằng Mục Tiên Thiên ít nhất cũng phải mất thời gian 1.000 năm mới có thể làm được một bước này. Bản thân Mục Tiên Thiên cũng nói chân thân ma đạo thần đạo của mình phải mất 1.000 năm mới có thể thành đế. Ai ngờ Mục Tiên Thiên lại chỉ mất thời gian 300-400 năm mà thôi. Cái này nói rõ, hai đạo thần ma của Mục Tiên Thiên trên cơ bản đã cân bằng, thần ma cân bằng, vậy mẫu thể cách đế cảnh cũng đã không còn xa. Nếu mẫu thể Mục Tiên Thiên thành đế, ba thể hợp nhất, vậy hắn sẽ cường đại tới mức nào đây? Đó mới là thần ma đại đế chân chính, thần vương đương đại. Mẫu thể Mục Tiên Thiên rút cuộc đã thành đế chưa đây? Trung Nhạc lại lật xem đế chỉ, trên này chỉ có hai cái thủ ấn, không có cái thứ ba, khiến cho hắn không thể biết được tu vi cảnh giới hiện tại của mẫu thể Mục Tiên Thiên. Người trở về đi. Trung Nhạc phất phất tay, gã thần quan kia cười bồi nói: "Tiên thừa tướng không có lời gì để hạ quan chuyển lời cho bệ hạ hay sao?" "Không cần đâu." Ánh mắt Trung Nhạc chớp động nói: "Tính toán thời gian, bệ hạ hẳn cũng sắp tới đây rồi." Gã thần quan kia không hiểu ý hắn, không người cáo lui. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, chân thân thần đạo của Mục Tiên Thiên rút cuộc đã thành đế, vậy nàng nhất định sắp sửa hạ thủ với vũ trụ cổ lão, đối phó với tiên thiên tà đế, mà thiên cũng sẽ xuất động cùng nhau đối phó với tiên thiên tà đế. Giờ phút này, tiên thiên tà đế đang nghiên cứu hắc đế ma nhãn và kiện mộ cổ kia trong ma nhãn, hiện tại không sai biệt lắm, sắp sửa nghiên cứu xong, bởi vậy mọi người nhất định phải nhanh chóng xuất động, tốc chiến tốc thắng, bằng không tiên thiên tà đế xuất quan, vậy sẽ mất đi một cơ hội để đánh lén thật tốt. "Chủ công, bên ngoài tổ đình có rất nhiều khách không mời mà tới." Đột nhiên một gã thần tướng chợt báo lại. "Sao, khách không mời mà tới ư? Mục Tiên Thiên đã tới rồi sao?" Trung Nhạc đứng dậy, đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía bên ngoài tổ đình. Sau đó, hắn đi ra tổ đình, nghênh đón đám khách không mời mà tới kia. "Đế Tu La, Bích Lạc tiên sinh, ngục chủ." Trung Nhạc không người hành lễ, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau lưng Bích Lạc tiên sinh. Chỉ thấy từng tôn thần ma vô cùng cường đại, mỗi người đều cầm theo bảo vật thiên đạo bất đồng, đứng sừng sững sau lưng Bích Lạc tiên sinh, phảng phất như tương dung với thiên địa vậy. 30 thiên đạo thân nữ. Trung Nhạc hít mạnh một hơi, ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói: "Chư quân đừng xa mà tới, khiến cho tổ đình của ta nhà tranh sáng chói, mau mau mời vào bên trong nghỉ ngơi." Bích Lạc tiên sinh nửa cười nửa không nói: "Miễn đi miễn đi, hang ổ của thiên thừa tướng hiểm ác vạn phần, chúng ta không dám tiến vào rồi, tránh cho bị luân hãm ở trong đấy, chết cũng không biết vì sao mà chết kìa." Đột nhiên từng đạo thụy khí từ xa bay tới, Trung Nhạc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ba tôn chân thân của Mục Tiên Thiên cùng với tứ đế, bọn Thái Phùng, Trường Sinh, Ưng Tôn, Vũ Uy cùng nhau đi tới, khí tượng phi phàm. Đám người nhao nhao hành lễ, Trung Nhạc tha thiết nói: "Bệ hạ, các vị đạo huynh, các người đừng xa mệt nhọc khổ cực, mau vào trong hàn xá nghỉ chân một chút đi, chúng ta từ từ nói chuyện." "Không được, không được." Mẫu thể Mục Tiên Thiên lướt nhìn tổ đình một cái, khách khách khí khí nói: "Chính sự quan trọng hơn, hang bảo địa của thiên thừa tướng, chúng ta vẫn là không vào thì tốt hơn. Bích Lạc tiên sinh, thiên đã tới chưa?" Bích Lạc tiên sinh cũng lướt nhìn tổ đình một cái, khẽ nhíu mày nói: "Thiên không muốn đi tới nơi này, bất quá bệ hạ yên tâm, bất cứ lúc nào thiên cũng có thể xuất hiện." Trong lòng Trung Nhạc hiểu rõ, sở dĩ thiên không muốn đi tới nơi này chính là vì lúc trước đã ăn phải thua thiệt trong tổ đình, bị Trung Nhạc khiến cho vết thương của hắn càng nặng thêm, bởi vậy thiên có chút sợ hãi đối với nơi này. Đối với những tồn tại từ đạo thần trở xuống, tuyệt đối không được tùy tiện tiến vào tổ đình của Trung Nhạc, cho dù là hắn đích thân ân cần mời chào cũng không được. Dù sao nơi này cũng là đệ nhất sát trận từ cổ chí kim, do Phục Vân đạo tôn tập hợp lực lượng của các đời địa hoàng thiên hoàng, Phục Khi thị, Yểm Tư thị luyện chế mà thành, cho dù là đạo thần tiến vào trong đấy
cũng có khả năng bị luân hãm. Hiển nhiên, Mục Tiên Thiên không biết từ chỗ nào đã biết được nội tình của Tổ Đình, bởi vậy cũng cự tuyệt lời mời chào của Trung Nhạc. Ngư khí Trung Nhạc chân thành nói: "Bệ hạ, lãnh địa của lão thần hiện tại đã kiến thiết có một chút phồn hoa rồi. Bệ hạ và các vị đạo huynh đều là đừng xa mà tới, vẫn là vào trong này nghỉ ngơi một chút trước đi, cũng tốt để cho lão thần ân cần khoản đãi một phen kìa." Mục Tiên Thiên giơ tay lên cười tủm tỉm nói: "Thiên thừa tướng, không cần nói nhiều, đạo lý trong đấy ngươi và ta đều hiểu rõ mà." Nàng cũng không vạch trần, kẻ nào ở đây cũng đều biết Thiên thừa tướng chính là Phục Hy, chính là tặc nhân phản cốt của đế triều, thế nhưng cũng đều không có vạch trần. Nếu thiên đế tiến vào xào huyệt của tặc nhân phản cốt, bị tặc nhân phản cốt một lưới bắt gọn cả thiên đế lẫn tứ ngự đế, vậy toàn bộ trụ cột vững chắc của đế triều đều bị xử lý. Sau đó tặc nhân phản cốt sẽ có thể chạy tới Tử Vi, tự mình đi làm thiên đế. Tuy nói mục đích chuyến đi này của mọi người là tiên thiên tà đế, nhưng nếu có thể một lưới bắt gọn toàn bộ thế lực của Mục Tiên Thiên, tặc nhân phản cốt nhất cử ngồi lên đế vị, vậy tặc nhân phản cốt cũng sẽ có thể liên thủ với thiên diệt trừ tiên thiên tà đế. Thiên nhất định sẽ không cự tuyệt chuyện này. Mục Tiên Thiên tự nhiên không phải là kẻ ngốc, mới sẽ không cấp cho tặc nhân phản cốt cái cơ hội này. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, cũng không miễn cưỡng. Một lúc sau, Táng Linh Thần Vương và Huyền Kỳ Nhị Đế chạy tới, Phong Hữu Trung cũng tới. Táng Linh Thần Vương và Huyền Kỳ Nhị Đế chắp tay thi lễ với đám người, chỉ có Phong Hữu Trung là không có hành lễ. Đám người Mục Tiên Thiên nhao nhao hoàn lễ, Mục Tiên Thiên gật đầu nói: "Ở đây có tổng cộng 44 vị tồn tại đế cấp, Thiên Thừa Tướng, Kim Ô Thần Đế hẳn là cũng sẽ tới chứ?" Trung Nhạc gật đầu: "Như vậy sẽ có tới 45 vị tồn tại đế cấp rồi. Chỉ tiêu diệt một mình tiên thiên tà đế, xuất động nhiều tồn tại đế cấp như vậy, lại cộng thêm thiên nữa, hẳn là nắm chắc 10 phần rồi." Mục Tiên Thiên mỉm cười nói: "Diệt trừ xong tà đế, thần ma trong vũ trụ của lão mất cân bằng, vậy tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế sẽ thế như nước với lửa, vũ trụ của lão sẽ có thể phá, khi đó các vị đều là có công." Chữ thần trong hai chữ công thần nàng mãi không thể nói ra được khỏi miệng. Trong lòng của nàng có chút tức giận. Một cỗ thế lực to lớn như thế, nhưng lại không phải là thế lực thuộc về bản thân nàng. Bích Lạc Cung và Thiên Đạo Thân là thế lực của thiên, mà Trung Nhạc lại là tặc nhân phản cốt. Nhị đế trong tứ ngự đế cũng là quan hệ hợp tác vượt qua quan hệ quân thần. Chính mình có thể điều động, tự hồ cũng chỉ có Vũ Uy Đế và Thái Phùng Đế mà thôi. "Bệ hạ không cần nhiều lời, chúng ta lập tức lên đường thôi." Trung Nhạc tế khởi thiên dực cổ thuyền nói: "Đoán chừng qua không bao lâu nữa tà đế sẽ xuất quan rồi. Nếu hắn xuất quan, chúng ta sẽ không thể đánh lén. Còn về phần Kim Ô Thần Đế, ta đã thông chi cho hắn trực tiếp đi tới tà đế cung, hội hợp ở phụ cận tà đế cung rồi." Đám tồn tại đế cấp nhau nhau leo lên cổ thuyền. Tiên thiên nhục xí, hai bên cổ thuyền chấn động, phá không bay đi. Mục Tiên Thiên đứng trên cổ thuyền quan sát đám người, chỉ thấy 30 thiên đạo thân của thiên đều bị một vầng sáng bao phủ, nhìn không rõ diện mạo. Thiên đạo thân của thiên trước giờ cực kỳ thần bí, ở trong vũ trụ cũng đều là tồn tại có danh có tiếng. Thiên ẩn giấu diện mạo của những thiên đạo thân này, đoán chừng là không muốn bại lộ tiền vốn của chính mình. Trong số 30 thiên đạo thân này, duy nhất lộ diện chính là Thiên Mệnh Thân Đế Tu La. Mỗi một tôn thiên đạo thân đều trưởng khống một kiện bảo vật thiên đạo, uy năng vô cùng to lớn, uy lực chí cường, không thua kém thiên ngục chút nào. "Thật đáng tiếc, cỗ lực lượng này lại không phải là của ta." Trong lòng của Mục Tiên Thiên thầm than một tiếng, lại nhìn về phía Huyền Kỳ Nhị Đế, Táng Linh Thần Vương và Phong Hữu Trung, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nàng có tứ ngự đế, mà bên cạnh Trung Nhạc cũng có 4 vị tồn tại đế cấp, đây rõ ràng là ngang vai ngang vế với nàng. Huyền Kỳ Nhị Đế thiện ở luyện báo, Táng Linh Thần Vương lại là thần vương viễn cổ, mà gã Phong Thị kia chính là tồn tại nhất cử tống táng hai tôn đế cấp Bạch Nha Thần Đế và Kim Thiên Đế. Mục Tiên Tiên hút mạnh một hơi lãnh khí. "Cộng thêm Kim Ô Thần Đế, bên cạnh hắn đã có 5 tôn đế rồi, thế lực của hắn đã không thua kém gì ta, đã có thể thành lập một tiểu thiên đình trong vũ trụ của lão được rồi." Cách đây không lâu, Lung Chất cũng đã thành đế. Bất quá bởi vì nội tình không sâu, lần này Mục Tiên Thiên lưu nàng lại trấn thủ thiên đình, không dẫn nàng theo tới. Lúc này Mục Tiên Thiên mới phát hiện chiến lực trung tầng dưới chứng Trung Nhạc, số lượng thần ma tạo vật chủ hay đế quân quả thật không nhiều bằng thiên đình, thua kém rất xa. Nhưng chiến lực cao tầng nhất đã không thua kém thiên đình chút nào, thậm chí lại càng mạnh hơn nữa. Thời điểm Trung Nhạc phát triển hoàn tất chiến lực trung tầng, đó chính là thời điểm hắn cử binh tạo phản.
Bất quá vẫn còn tốt, đã có nhiều tồn tại khác bắt đầu liên thủ với ta rồi. Hơn nữa nếu ta ba thể hợp nhất chính là Tiên Thiên Đại Đế vô song, hắn thủy chung vẫn phải cúi đầu xưng thần trước mặt chấm mà thôi. Mục Tiên Thiên nhớ tới mấy vị đại đế thượng cổ mà cách đây không lâu hắn đã tiếp kiến kia, trong lòng thoáng yên tâm trở lại. Đám đại đế thượng cổ mặc dù tuổi tác đã cao nhưng chiến lực cũng tuyệt đối khủng bố. Trong số đấy có một vị gọi là Bách Thảo Tiên Sinh, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Đã nói rõ với nàng, sở dĩ hắn liên minh với nàng chính là vì đối phó với Trung Nhạc. Mà mấy vị đại đế thượng cổ còn lại tới tìm nàng, mặc dù có mục đích bất đồng nhưng cũng tính là lực lượng của nàng. Đối phó với Trung Nhạc tự nhiên là không đáng để nhắc tới. Thiên dực cổ thuyền vô thanh vô tức chạy tới Tả Đế Cung. Sắc mặt đám người trên thuyền ai nấy cũng đều ngưng trọng, trong lòng có chút khẩn trương. Tuy nói thời cổ đại thỉnh thoảng cũng phát sinh chuyện tình thiên đế dẫn người thảo phạt thần vương, nhưng mỗi một lần đều là thương vong thảm trọng, không ai có thể đảm bảo kẻ sẽ chết đó không phải là chính mình. Hơn nữa tuy nói là thiên sẽ xuất hiện, nhưng ai có thể nói trước được là tới khi nào hắn mới xuất hiện đây. Mục đích của thiên rút cuộc là sẽ trợ giúp cho bọn họ diệt trừ Tiên Thiên Tà Đế, hay là chờ tới thời điểm bọn họ thương vong thảm trọng mới sẽ ra tay đây? Cái thứ hai sẽ càng có lợi cho thiên trưởng khống bọn họ hơn nhiều. Bệ hạ đã tìm được thánh địa Tiên Thiên Chí Tà, nơi sinh ra Tiên Thiên Tà Đế hay chưa? Trung Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi. Không tìm được Tiên Thiên Thánh Địa của Tà Đế, nghĩ muốn triệt để diệt trừ hắn ta chỉ sợ là có chút khó khăn rồi. Vẫn chưa? Mục Tiên Thiên lắc đầu nhìn về phía Bích Lạc Tiên Sinh hỏi. Thiên có biết vị trí của Tiên Thiên Thánh Địa sinh ra Tà Đế hay không? Bích Lạc Tiên Sinh khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói. Không biết. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Lời này của Bích Lạc Tiên Sinh có chút ba phải, cái nào cũng được. Có thể có hai cách giải thích. Giải thích thứ nhất, thiên cũng không biết vị trí của Tiên Thiên Thánh Địa sinh ra Tiên Thiên Tà Đế. Giải thích thứ hai, Bích Lạc Tiên Sinh không biết thiên có biết vị trí của Tiên Thiên Thánh Địa sinh ra Tiên Thiên Tà Đế hay không. Khả năng thứ hai lại càng lớn hơn rồi. Cặp mắt của Trung Nhạc khẽ nhau lại, trong lòng thầm nghĩ. Thiên sốt sắng trong việc giết chết Tiên Thiên Tà Đế như vậy, hơn phần nữa là hắn đã đoán được ra Tiên Thiên Thánh Địa sinh ra Tà Đế đang được ẩn giấu ở nơi nào rồi. Hắn khẽ nhướng mày. Mục đích của thiên là thừa dịp Tiên Thiên Tà Đế phục sinh trưởng khống Tiên Thiên Tà Đế kìa. Khóe mắt của hắn đột nhiên nhảy lên một cái, chợt nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Mục đích của thiên không phải là vì diệt trừ Tiên Thiên Tà Đế, mà là vì trưởng khống hắn ta. Chỉ cần trưởng khống Tiên Thiên Tà Đế thôi, sẽ có thể từ đấy trưởng khống Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế rồi. Sau khi thần ma mất cân bằng, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế sẽ không nhịn được xuất thủ với nhau, lưỡng bại câu thương. Ngay một khắc, Mục Tiên Thiên thừa cơ mà vào, tiến hành thôn tính vũ trụ của lão kia. Thiên sẽ dẫn theo Tiên Thiên Tà Đế hàng lâm, khiến cho Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế phải quy hàng. Khi đấy, vũ trụ của lão sẽ giống như tử vi, vậy bị nhét vào dưới trướng sự trưởng khống của thiên, trở thành tế tự thiên. Toàn thể chúng sinh của vũ trụ của lão đều sẽ trở thành con dân của thiên. Kế hay, ta và Mục Tiên Thiên liều mạng như vậy đều là may áo cưới cho hắn ta, cũng giống như bảo vật thiên đạo mà ta luyện chế ra vậy. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi tán thán, loại mưu kế này quả thật chính là âm thầm lặng lẽ, vô thanh vô tức, khiến cho người ta không hề phát giác. Trong lúc bất chi bất giác đã làm chuyện tốt cho thiên, còn muốn đối với hắn cảm kích bất tận nữa. Bất quá, trò hề của thiên đã bị ta nhìn thấu rồi, muốn đạt được Tiên Thiên Tà Đế, vậy cứ tùy hắn đi. Nhưng nghĩ muốn hoàn toàn đạt được Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế, đạt được toàn bộ vũ trụ của lão này, vậy thì không có khả năng rồi. Hắn khẽ mỉm cười. Ta có thể lạc ấn Tiên Thiên Bát Quái vào trong bảo vật thiên đạo, tranh đoạt quyền trưởng khống bảo vật thiên đạo với hắn. Vậy ở trong vũ trụ của lão sao lại không thể đấy? Rốt cuộc Tà Đế Cung đã xuất hiện ở phía xa xa. Còn chưa đi tới phụ cận, các vị đại đế đã cảm giác được từng cỗ tâm tình mặt trái từ sâu trong đáy lòng chính mình bùng phát, ảnh hưởng tới đạo tâm của bọn họ. Tà niệm tà đạo của Tiên Thiên Tà Đế thật sự là quá cường đại, cho dù là tồn tại đế cấp, trong lúc vô tình cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị tà đạo ảnh hưởng tới. Đột nhiên đám người cảm giác được pháp lực của chính mình đột nhiên không thể khống chế. Đế binh cũng xuất hiện, dấu hiệu thất khống, không ngừng rung lắc dữ dội. Tà niệm quá mạnh. Sắc mặt của Uy Vũ Đế đại biến, trong mắt biến thành một trên, một dưới, cặp mắt đảo loạn, nhìn ngắm khắp nơi, thất thanh nói. Lại tiến thêm gần nữa, chúng ta sẽ mất đi khống chế đối với đế binh, từ đó bại lộ tung tích mất thôi.
hắn bị tà đạo và tà niệm phụ cận tà đế cung ảnh hưởng, hai tròng mắt của chính mình đảo loạn lên hồi cũng không biết. Đây chỉ là tác dụng của chú linh đạo trong tà đạo, khiến cho người ta không nhìn thấy, không nghe được, người không thấy, sợ không tới, từ đó vận rủi bộc phát. Nhưng đúng lúc này, một tôn thiên đạo thân chợt vứt lên một quyển trận đồ, biến thành một mảnh thiên mạc bao phủ xung quanh thiên vực cổ thuyền. Đám người nhất thời cảm giác được tà niệm tà đạo không thể xâm nhập vào trong mảnh thiên mạc kia, pháp lực hỗn loạn nhất thời bình ổn trở lại, đế binh cũng không tiếp tục chấn động nữa. Đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Riêng trong lòng Trung Nhạc thì lại giật mình, nhìn về phía tôn thiên đạo thân tế khởi thiên mạc kia, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: "Vị đạo huynh này, chúng ta đã từng gặp mặt qua chưa vậy?" Toàn thân tôn thiên đạo thân kia bao phủ trong vầng sáng trùng trùng điệp điệp, không thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo. Một đạo thanh âm khiến cho người ta cảm giác khó chịu từ bên trong vầng sáng truyền ra, cười ha hả nói: "Thiên thừa tướng, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bởi vì lần trước ta đuổi không kịp ngươi." Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, gật đầu một cái nói: "Người thiếu chút nữa đã đuổi kịp rồi." Hắn dằn xuống sự rung động trong lòng. Tôn thiên đạo thân này chính là vị tồn tại đáng sợ phong tỏa hư không giới kia. Lần trước khi Trung Nhạc tiến vào hư không giới, chính là đã bị hắn truy sát, suýt chút nữa đã bức Trung Nhạc vĩnh viễn lưu lại trong hư không giới. Hơn nữa, đám thực linh thú trong hư không giới kia toàn bộ cũng đều là do kẻ này nuôi dưỡng, đánh thắp lực lượng tế tự của các đế linh thần linh trong hư không giới, tiến hành bồi dưỡng cho thiên. Trước đây Trung Nhạc vẫn luôn cho rằng kẻ tà ác nhất chính là vị tồn tại này, hiện tại xem ra hắn bất quá chỉ là thiên đạo thân, thiên mạc thân của thiên mà thôi. Thân phận thật sự của những thiên đạo thân còn lại rốt cuộc là ai đấy? Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên có một đạo hỏa quang từ xa bay tới. Trung Nhạc vội vàng dùng thần thức truyền âm cho đạo hỏa quang kia. Đạo hỏa quang kia nhất thời chuyển hướng, đáp xuống trên thiên vực cổ thuyền, biến thành Kim Ô thần đế. "Kim Ô đạo huynh đã tới rồi." Tinh thần của Mục Tiên Thiên đại chấn, trầm giọng nói: "Chúng ta không nên chậm trễ, tốc chiến tốc thắng. Thiên tử tướng, ngươi thấy sao?" Trung Nhạc toàn lực thôi động thiên vực cổ thuyền, chiếc cổ thuyền phá không phóng đi, tốc độ trong nháy mắt đạt tới tận cùng, hung hăng lao thẳng về phía tà đế cung. Tốc độ của chiếc cổ thuyền khổng lồ càng lúc càng nhanh, cái đầu rồng ngước lên cao, ầm vang một tiếng thật lớn, đụng thẳng lên trên tà đế cung. Trong tà đế cung, vô số đệ tử tiên thiên tà đế, có kẻ đang tu luyện, có kẻ đang đi tuần, có kẻ đang luyện bảo, cũng có kẻ đang song tu, cũng có một số kẻ đang lịch luyện bên trong chư thiên. Thiên vực cổ thuyền đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lao tới, đụng thẳng lên trên cánh cửa tà đế cung, khiến cho cánh cửa gãy rời làm đôi. Tiếp theo đấy, chiếc cổ thuyền khổng lồ đụng sập không biết bao nhiêu tòa cung điện, một đường lao thẳng về phía trước. Những nơi nó đi qua, núi non biến thành bột mịn, đám đệ tử tiên thiên tà đế bị đụng vỡ thành huyết vụ, ngói bể gạch nát bay tán loạn bốn phía. Chiếc cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh, cắt đứt không gian thành không biết bao nhiêu mảnh. Từng tòa đại điện, kể cả đám đệ tử tiên thiên tà đế trong điện cũng bị nghiền ép thành huyết vụ. Từng đám kiến trúc của tà đế cung bị đụng ra một đường thông đạo hẹp dài, giống như một thanh kiếm khổng lồ, thẳng thắp chỉ thẳng về phía trung tâm của tà đế cung. Lần va chạm này tạo thành sự phá hư khủng bố, dư ba trùng kích đánh bay không biết bao nhiêu đệ tử tiên thiên tà đế. Có gã đệ tử tu vi thấp kém trực tiếp tan xương nát thịt bên trong dư ba. Ầm ầm ầm. Thiên vực cổ thuyền vẫn luôn chật tới trung tâm của tà đế cung, đụng ngã mấy cái cột của tòa đại điện trung tâm kia, lúc này mới dừng lại. "Không ngờ thiên thừa tướng lại cương mãnh như vậy, đáng kính, đáng sợ." Bích Lạc Tiên Sinh tán thán một tiếng đi xuống cổ thuyền. Ngục chủ thiên ngục và 30 thiên đạo thân cũng nhao nhao đi xuống cổ thuyền. Đám đệ tử tiên thiên tà đế may mắn còn sống sót phía sau không khỏi giận dữ. Một tôn đế quân đại viên mãn phẫn nộ quát lớn một tiếng, giết về phía trước, lạnh lùng nói: "Yêu nghiệt phương nào?" Phốc. Mi tâm của hắn chợt bắn ra một đoàn huyết quang, còn chưa kịp nói hết câu, chính là chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên vươn một ngón tay ra, điểm lên mi tâm của hắn, trực tiếp đánh chết hắn, hồn phi phách tán. "Sư tôn!" Một vị đế quân đại viên mãn khác phát ra thanh âm thê lương, mà vào lúc này, 30 tôn thiên đạo thân đồng thời quát lớn, đều tự tế khởi bảo vật thiên đạo của chính bản thân mình. Thiên mạc treo cao, bốn tòa thiên môn đứng thẳng, bao phủ xung quanh tòa cung điện nơi tiên thiên tà đế bế quan. Chính phản, vạn tự ấn, huyền phù ở trên không trung, ngăn chặn năm bắc, định trụ đông tây. Thiên võng thì treo cao, ẩn sâu vào tầng tầng không gian. Thiên thủy thái cực ấn huyền phù ở trung ương,
đấu mỗ tố hoàng đồ tung bay, biến thành long phượng giao hợp âm dương. Long phượng cưỡi trên thiên toàn xa, nhật nguyệt làm bánh xe phóng chạy như bay, bay lên huyền hoàng sơn. Trên huyền hoàng sơn có chư thiên cung, trong chư thiên cung có một tòa giao đài. Trên giao đài quy tước bay lên, đáp xuống trên thiên sách lâu ở trung tâm giao đài. Trước thiên sách lâu là thiên địa bàn, đại tại trung tâm thiên địa đàn là hỗn thiên nghi, trên hỗn thiên nghi phiêu phủ đại phạm thiên. Trung tâm đại phạm thiên chính là thiên tâm châu, định trụ trung tâm vũ trụ. Sát biên giới thiên địa bàn lại có bát tác du biểu, định bát phương. Bên trong thiên sách lâu lại có thiên bệ, cung phụng hỗn nguyên đại la kiếm. Sau lưng thiên sách lâu lại có huyền nữ bát phong cung, trong cung chứa đựng tứ quý thiên bình, cung phụng trượng thiên bộ địa thiên thư. Cánh cửa hậu cung của huyền nữ bát phong cung là huyền tấn chi môn, cánh cửa đại môn là thiên đạo mệnh môn. Trong mỗi cánh cửa phân biệt ẩn chứa một kiện bảo vật thiên đạo thiên ấn thiên bàn. Trong sân huyền nữ bát phong cung có một cái giếng hình dáng như thiên ngục. Trong khoảnh khắc 30 kiện bảo vật thiên đạo đã bao vây tòa cung điện nơi tiên thiên tà đế bế quan. 30 kiện bảo vật thiên đạo kết hợp lại với nhau cấu thành một phiến thế giới thiên đạo, mà 30 thiên đạo thân của thiên đều tự trưởng khống bảo vật thiên đạo của chính mình. Có kẻ ngồi xếp bằng dưới đất nghiêm chỉnh ngồi trước thiên tâm châu, có kẻ đứng trên thiên võng, có kẻ ngồi dưới bát tác du biểu, có kẻ điều khiển thiên toàn xa, có kẻ nâng lên đấu mỗ tố hoàng đồ. Mỗi người đều có hình thái khác nhau. Thế giới thiên đạo này bao vây toàn thể tòa cung điện ở trung tâm. Đám đệ tử tiên thiên tà đế từ bên ngoài giết tới, nhao nhao đụng lên trên vách thế giới thiên đạo, bị hất bay ngược ra ngoài. Đám đệ tử tiên thiên tà đế giận dữ, nhao nhao công kích lên vách thế giới thiên đạo. Thậm chí có kẻ còn tế khởi đế binh, nhưng lại không thể gây tổn thương tới thế giới thiên đạo kia chút nào. Bảo vật thiên đạo còn có thể dùng như vậy hay sao? Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên, thiên đạo thân của thiên đã biến nơi này thành một phiến thế giới thiên đạo, bao vây cung điện của tiên thiên tà đế. Và bên trong đã có thế giới thiên đạo này, thiên sẽ có thể trực tiếp xâm nhập vào, dung hợp với thế giới thiên đạo. Cũng tức là nói, bất cứ lúc nào thiên cũng có khả năng đi tới. Thế giới thiên đạo này đã hình thành, thiên liền đứng ở thế bất bại, vững vàng, ăn chắc tiên thiên tà đế. Ầm ầm, 30 kiện bảo vật thiên đạo không ngừng chấn động, uy năng bạo phát. Tòa cung điện mà tiên thiên tà đế bế quan lập tức chia 5 x 7, tầng tầng không gian nội tàng hết thảy tan rã, trực tiếp biên diệt, biến mất không còn. Duy nhất không bị chấn nát chỉ có một tôn thần ma vĩ ngạn, toàn thân tà khí lẫm nhiên, trước mặt phiêu phù một quả hắc nhãn. Đây chính là tiên thiên tà đế. Mục tiên thiên, tiểu phục hy. Tiên thiên tà đế vươn tay cầm hắc đế ma nhãn lên, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt rơi xuống trên người Bích Lạc tiên sinh. Ngục chủ thiên ngục và 30 thiên đạo thân, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Còn có thiên nữa sao? Hắn nửa cười nửa không, thản nhiên nói. Nhiều vật nhỏ như vậy, thật là to gan lớn mật, dám can đảm chạy vào địa bàn của ta tìm chết sao? Đã bao nhiêu tế nguyệt rồi, không có bất luận kẻ nào dám can đảm tới địa bàn của ta tìm xui xáo. Không ngờ, đám tiểu tử các ngươi lại dám làm trò này. Tà khí tà đạo nhất thời trở nên vô cùng nồng nặc. Thế giới thiên đạo đột nhiên biến sắc, bầu trời trở nên đủ loại màu sắc, hiện lên màu sắc quỷ dị. Từng tòa cánh cửa, cung điện, tế đàn, hết thảy bị long đong, phủ đầy chất nhảy tà dị. Thế giới thiên đạo cơ hồ đã biến thành thế giới tà đạo. Vô số tồn tại đế cấp nhất thời cảm giác được pháp lực của chính mình cơ hồ không thể khống chế. Đế binh cũng khó có thể khống chế. Đám người kẻ nào kẻ nấy, mắt nghiêng mũi lệch, khí vận vừa mất lại tiêu, nhân quả hỗn loạn, tinh thần bất ổn. Thậm chí ngay cả đại đạo mà bọn họ gian gian khổ khổ luyện ra cũng có cảm giác bị mục nát ăn mòn. Trước đây, kẻ mà Trung Nhạc đối mặt cũng không phải là chân thân của tiên thiên tà đế, vẫn chưa cảm giác được sự cường đại và đáng sợ của tôn tiên thiên tà đế này. Hiện tại đối mặt với chân thân tôn tiên thiên tà đế này, lúc này mới cảm giác được sự khủng bố của tiên thiên tà đế. Đám người ở nơi đây hoặc là tồn tại đế cảnh, hoặc là thiên đạo thân, hoặc là nhân vật có thể sánh ngang với đế. Nhưng ở trước mặt tiên thiên tà đế, đại đạo, tinh thần, pháp lực và đế binh của bọn họ đều đã bị ảnh hưởng. Thậm chí, ngay cả thế giới thiên đạo do 30 kiện bảo vật thiên đạo biến thành cũng bị ảnh hưởng xâm thực. Có thể thấy được tiên thiên tà đế cường đại là tới mức nào. Mục tiên thiên, người rất có tầm kế. Tiên thiên tà đế nhìn về phía mục tiên thiên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thật không hổ là đệ tử của sư phụ ngươi, học được chân truyền tất cả thủ đoạn nhỏ nhặt của hắn ta. Ngươi tới gặp ta, cầu ta giúp ngươi phong ấn ma nhãn của sư phụ ngươi, lại đưa khỏa ma nhãn này cho ta,
để ta vùi đầu vào nghiên cứu quả ma nhãn này mấy chục năm trời. Trong thời gian đấy, ngươi nhân cơ hội này liên lạc với cường giả, thừa dịp ta bế quan nghiên cứu hắc đế ma nhãn, ngươi chạy tới đánh lén ta, thật là kế giỏi, kế hay, bản tính thật tốt ta. Bất quá, cũng may là thiên thừa tướng của ngươi đã giúp ngươi bổ toàn lại mưu kế, khiến cho tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng đồng thời bế quan. Bằng không, với trí tuệ của ngươi vẫn không thể làm gì được ta cả. Mục tiên thiên hừ lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu đối với những lời này của hắn. Hành động vây giết tiên thiên tà đế lần này, từ đầu tới cuối, đều là chủ ý của mục tiên thiên. Trung nhạc chẳng qua là hỗ trợ tác hợp thiên và mục tiên thiên liên minh với nhau mà thôi. Từ một khắc mục tiên thiên nhờ cậy tiên thiên tà đế xuất thủ giúp hắn phong ấn hắc đế ma nhãn kia trở đi, tiên thiên tà đế và hắc đế đều đã rơi vào trong tính toán của mục tiên thiên. Thứ nhất là có thể đối phó hắc đế ma nhãn, giải quyết tai họa ngầm cho chính mình. Thứ hai là khiến cho tiên thiên tà đế trầm mê vào nghiên cứu huyền bí của hắc đế ma nhãn và ảo diệu của mộ cổ bên trong, mất đi lòng cảnh giác, cấp cho nàng ta thời gian đi liên hợp với các lực lượng đối phó tiên thiên tà đế. Trung nhạc cũng đã nhìn ra điểm này, về sau mới trả hắc đế ma nhãn lại cho tiên thiên tà đế. Không chỉ như vậy, hắn còn làm thêm một việc khiến cho mưu kế của mục tiên thiên càng hoàn thiện hơn, đó chính là đưa xương đầu của tiên thiên thần đế cho tiên thiên ma đế, đưa cái đuôi của tiên thiên ma đế cho tiên thiên thần đế, khiến cho hai lão đối đầu này đều chạy đi nghiên cứu công pháp của đối phương, nghiên cứu sơ hở của đối phương. Cứ như vậy, tiên thiên tà đế bị tập kích, tiên thiên thần đế và ma đế đều đang bế quan, không rảnh để cứu giúp, từ đó đã có khả năng giết chết tiên thiên tà đế. Mưu kế của mục tiên thiên vốn dĩ còn có chỗ sơ hở, nhưng trải qua trung nhạc tu bổ đã không còn thiếu sót gì nữa. Tiên thiên tà đế chỉ ra việc trung nhạc đã một toàn kế hoạch của nàng, khiến cho nàng cảm thấy trí tuệ chính mình không bằng trung nhạc, bởi vậy trong lòng hết sức khó chịu, thậm chí trong lòng đã sinh ra sát cơ đối với trung nhạc. Trung nhạc ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: Bệ hạ, hắn chính là đang ly gián chúng ta, khích bác khiến cho chúng ta có hiểm khích kìa. Nếu ngươi bị tà đạo của hắn ảnh hưởng, chưa chiến đấu đã loạn trước rồi. Trong lòng của mục tiên thiên nghiêm nghị, nhất thời tỉnh ngộ lại. Tiên thiên tà đế giành nhất chính là đùa bỡn nhân tâm, đạo của hắn là tà đạo, quỷ dị âm tà, không thể nắm bắt. Tuy nói đạo tâm của tồn tại đế cấp vững chắc vạn phần, nhưng ở trước mặt tiên thiên tà đế, kẻ nào cũng không dám nói chính mình sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Ngay cả thế giới thiên đạo cũng bị đại đạo của tiên thiên tà đế ảnh hưởng, huống chi là bọn họ đây. Tiên thiên tà đế cười ha hả, nhìn về phía 30 thiên đạo thân, hắn thản nhiên nói: Đáng thương, thật đáng thương. Các ngươi là đệ tử của thiên đạo chủ, tu luyện thiên đạo. Thiên đạo chủ bị thiên ăn tươi, các ngươi cũng rơi vào sự trưởng khống của thiên, biến thành thiên đạo thân. Các ngươi không nghĩ tới chuyện báo thù cho thiên đạo chủ, lại cam tâm tình nguyện bị thiên lợi dụng. Thanh âm của hắn tựa hồ có thể thức tỉnh những đồ vật ẩn giấu sâu nhất trong đáy lòng của người khác. Cho dù là thiên đạo thân cũng bị thanh âm của hắn ảnh hưởng, bị hắn thức tỉnh những ý niệm đã chôn sâu nhất dưới đáy lòng. Thiên đạo chủ vốn là Tuấn Nguyệt Thần Vương, bởi vì câu lên được hỗn độn thần ngao, nhìn thấy 30 bức thiên đạo đồ ở trên lưng thần ngao, tìm hiểu ra thiên đạo mới xưng hào là thiên đạo chủ. Các ngươi là tinh anh do hắn chọn lựa ra từ trong các tộc, vô cùng trung thành tận tâm với hắn ta. Hắn cũng hoàn toàn toàn tâm toàn ý chỉ dạy các ngươi. Nhưng sau khi thiên được sinh ra, đã ăn mất hắn, phân giải chấn áp thi thể của hắn ta, đã biến thành vũ khí thiên đạo. Tiên thiên tà đế ôn nhu nói: Thiên đã khống chế các ngươi, niệm lực của hắn thật sự quá cường đại, khiến cho các ngươi không phản kháng được, đúng không nào? Bất quá các ngươi vẫn có thể phản kháng. Các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể phá đi phiến thế giới thiên đạo này. Ngay tại một khắc thiên hằng lâm kia, đánh cho thế giới thiên đạo tan rã, khiến cho thiên bị trọng thương. Nguyện vọng báo thù của các ngươi đã bị áp chế xuống tận đáy lòng. Thế nhưng các ngươi thật sự rất muốn báo thù, đúng không nào? Đây chính là một cơ hội, một cơ hội. Theo lời nói của hắn, khuôn mặt vốn dĩ vô cùng bình tĩnh của 30 thiên đạo thân đột nhiên thay đổi, vầng sáng bao phủ khuôn mặt bọn họ cũng đang run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên, tà đạo của tiên thiên tà đế chẳng những ảnh hưởng tới đạo tâm của bọn họ, thậm chí còn ảnh hưởng tới thiên tâm nữa. Thiên tâm là thủ đoạn thiên khống chế bọn họ, khiến cho bọn họ không thể sinh ra lòng phản bội. Mà dưới ảnh hưởng của tiên thiên tà đế, 30 thiên đạo thân này vậy mà hoàn toàn bỏ qua thiên tâm, trong lòng một lần nữa dâng lên ý niệm báo thù. Sắc mặt của Bích Lạc tiên sinh đại biến, sắc mặt đám người trung nhạc, mục tiên thiên cũng khẽ biến. Bọn họ tới đây là để giết tiên thiên tà đế, mỗi một người đều là dạng người cực kỳ cường đại.
nhưng ở trước mặt tiên thiên tà đế còn chưa động thủ đã cảm giác được một loại cảm giác áp chế cường liệt. Phảng phất như tiên thiên tà đế mới là kẻ trưởng khống thế cục, mà bọn họ chỉ là con sơn dương chờ đợi bị tàn sát mà thôi. Động thủ! Bích Lạc tiên sinh quát lớn một tiếng, tới khởi thiên phạt ầm ầm nện về phía tiên thiên tà đế. Cùng lúc đấy, đám tồn tại bọn Trung Nhạc, Mục Tiên Thiên, Phong Hữu Trung, Kim Ô Thần Đế, Trường Sinh Thần Đế đồng loạt ra tay công kích về phía tiên thiên tà đế. Tiên thiên tà đế cười ha hả, trên mặt đột nhiên nứt ra từng tầng từng đạo khe hở, xuất hiện đầy những khoảng nhãn đồng. Tiếp theo áo choàng trên người của hắn nổ tung, trên dưới khắp toàn thân đều là những khoảng nhãn đồng. Hắn xòe 10 ngón tay ra, trên đầu ngón tay và trong lòng bàn tay cũng đều có nhãn đồng, lạnh lẽo tới mức đáng sợ. Một trưởng đánh trọng thương Vũ Uy Đế. Đám nhãn đồng trong 5 ngón tay và lòng bàn tay của hắn bắn ra từng đạo tà quang, bắn cho toàn thân Vũ Uy Đế xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Vũ Uy Đế ở trong chư đế chính là kẻ tu vi thấp nhất. Tiên thiên tà đế ngay trong nháy mắt đám người động thủ đã cảm giác được điều này, bởi vậy đã xuất thủ với hắn trước. Quả nhiên chỉ cần một kích đã đánh hắn trọng thương. Khắp cả người tôn tiên thiên thần vương này đều là nhãn đồng, chiến lực vô song. Thiên phạt của Bích Lạc tiên sinh còn chưa rơi xuống trên người của hắn, đại trùy thiên phạt đã bị từng đạo tà nhãn xạ tuyến xạ kích chúng. Bích Lạc tiên sinh rên lên một tiếng, hai tay gắt gao cầm chặt thiên phạt, bị đánh cho bay ngược về phía sau. Ngục chủ thiên ngục thôi động thiên ngục đâm tới, kiện đại trùy to lớn khiến cho đám xạ tuyến tà nhãn hoàn toàn không có tác dụng. Mũi trùy đâm vào một quả tà nhãn trước ngực tiên thiên tà đế, đâm xuyên quả tà nhãn kia. Quả tà nhãn kia đột nhiên giống như một cái miệng vậy, chợt mở ra, bên trong phủ đầy răng nhọn. Đám răng nhọn phảng phất như những bánh răng vậy, không ngừng chuyển động, nuốt chửng thiên ngục, kể cả ngục chủ thiên ngục vào bên trong. Ngay khoảnh khắc ngục chủ thiên ngục bị tiên thiên tà đế nuốt chửng, Táng Linh Thần Vương cũng từ phía sau xông tới. Táng Địa Thập Trọng Thiên bạo phát ra, thanh âm nổ vang ầm ầm truyền tới. 10 trọng thiên quan đan xen chẳng chịt nhất tiên thiên tà đế vào trong thiên địa quan. Táng Linh Thần Vương giống như Táng Địa Thần Vương phục sinh, ở trong 10 tầng quan lấy cứng chọi cứng với tiên thiên tà đế. Ở trong lĩnh vực của hắn, hắn chính là tồn tại vô địch. Tiểu Táng Linh, ngươi so với ca ca của ngươi vẫn còn thua kém vài phần. Đột nhiên 10 tầng quan xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, từ trong vô số lỗ thủng có tà quang bắn ra. Táng Linh Thần Vương phảng phất như đã biến thành một cái sàng, văng ra khỏi Táng Địa Thập Trọng Thiên. Sau đó Táng Địa Thập Trọng Thiên ầm ầm vỡ nát. Tiên thiên tà đế vươn tay ra, bàn tay chụp lấy đầu Táng Linh Thần Vương. Mắt thấy Táng Linh Thần Vương sắp sửa gặp kiếp, đột nhiên chỉ nghe một tiếng quát khẽ truyền tới. Tế! Khí tức trong cơ thể tiên thiên tà đế đột nhiên hỗn loạn. Táng Linh Thần Vương lập tức xoay người chạy thoát. Tiên thiên tà đế nhìn về phía Phong Hữu Trung, cười lạnh một tiếng. Tiểu nhóc con! Đúng lúc này, ba tôn chân thân của Mục Tiên Thiên đột nhiên giết tới. Bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, bảy tòa bí cảnh của ba tôn chân thân hết thảy đều mở ra. Thuộc tính mỗi một tòa bí cảnh đều hoàn toàn bất đồng, không giống nhau, thể hiện ra chiến lực cường đại tuyệt luân. Nhưng sau một khắc, nàng liền tao ngộ hung hiểm, chân thân thần đạo và chân thân ma đạo bị song trưởng tiên thiên tà đế tách ra. Từng ngón tay tiên thiên tà đế búng lên, xạ tuyến tà nhãn trong ngón tay giống như những sợi dây mảnh sắc bén tới cực điểm, cắt đứt qua lại, khiến cho hai tôn chân thân đế cấp mệt mỏi ứng phó. Mà mẫu thể Mục Tiên Thiên thì tiên thiên tà đế lại hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản gì, mặc cho nàng xông tới trước người chính mình. Mẫu thể Mục Tiên Thiên thầm kêu lên một tiếng không xong, chính mình đơn thân độc mã xông tới trước mặt tiên thiên tà đế, sợ rằng tuyệt không phải chuyện tốt, chính là tiên thiên tà đế đang dụ địch thâm nhập, vội vàng cao giọng quát lớn. Thừa tướng đâu rồi? Cùng lúc đó, Huyền Kỳ Nhị Đế, một người cầm chùy, một người cầm lò rèn, một trên một dưới giết tới. Bọn họ muốn xem tiên thiên tà đế là mô phôi vũ khí, hung hăng mà đánh hắn, hung hăng luyện hóa. Đột nhiên, mái tóc trên đầu tiên thiên tà đế xoạt một tiếng phiêu tán mở ra, từng sợi tóc phiêu phù bay lượn, càng lúc càng to, giống như một đám độc long đại mãng nhanh nhanh múa vuốt. Đỉnh đầu mỗi một sợi tóc đều sinh trưởng ra một quả tà nhãn, vô số quả tà nhãn phốc phốc bắn ra tà quang dày đặc bao vây Huyền Đế lại. Đám sợi tóc kia nhao nhao quấn lại, gắt gao quá chặt Huyền Đế. Vô số quả tà nhãn trên đỉnh đám tóc kia nhắm thẳng về phía Huyền Đế. Mắt thấy tà quang sắp sửa bắn ra, Kỳ Đế bất chấp thu tiên thiên tà đế vào lò rèn, vội vàng tiến hành cứu, thu Huyền Đế kể cả đám sợi tóc kia vào trong lò rèn, ý đồ luyện hóa. Mà vào lúc này, tiên thiên tà đế đã điểm một ngón tay lên trên lồng ngực của hắn. Kỳ Đế giơ lên một tiếng giống như bị cự truy đập mạnh vậy,
xương cốt trong lồng ngực răng rắc đứt đoạn. Bốn ngón tay còn lại của tiên thiên tà đế theo thứ tự búng ra, hai cánh tay, hai chân của kỳ đế răng rắc đứt đoạn, giống như một con rối bay lượn giữa không trung, ầm một tiếng đụng thẳng lên trên thiên mạc. Hắn cao giọng quát lớn: "Tiên sinh!" Lúc này, mẫu thể mục tiên thiên đã giết tới trước mặt tiên thiên tà đế. Trước mắt đột nhiên một mảnh trắng tinh, vô số khỏa tà nhãn trên lồng ngực tiên thiên tà đế cùng nhau mở rộng. Tà quang xạ tuyến bao phủ toàn thân của nàng, khiến cho nàng không khỏi lớn tiếng kêu lên: "Thừa tướng! Chư thiên vô đạo!" Bàn tay của Trung Nhạc đập mạnh, uy năng đại thần thông chư thiên vô đạo nhất thể bạo phát. Từng đạo tiếng trống trầm muộn vang lên. Tiên thiên tà đế cười ha hả nói: "Tiểu tử, bản lĩnh của ngươi kém hơn hắc đế rất xa. Chư thiên vô đạo của ngươi căn bản không đả thương được ta đâu." Bàn tay của Trung Nhạc tiếp tục có vang, thế nhưng cũng không phải là nhằm vào tiên thiên tà đế, mà một trường ấn lên trên khỏa hắc đế ma nhãn kia. Sắc mặt tiên thiên tà đế đại biến, trong hắc đế ma nhãn nhất thời có một cỗ khí tức vô cùng khủng bố bộc phát. Chỉ nghe một đạo thanh âm càng thêm nặng nề vang lên, nhất thể toàn bộ đại đạo bình ổn trở lại, toàn bộ đại đạo đều trầm tịch xuống, không thể sử dụng. Thậm chí ngay cả thế giới thiên đạo cũng bị chấn cho răng rắc vang rồi, xuất hiện từng đạo vết rách. Trong thế giới thiên đạo, tất cả mọi người đều bị chư thiên vô đạo của hắc đế trùng kích, chư đế nhao nhao thổ huyết, cảm thấy thiên nhân ngũ suy, chính mình tự hồ như rơi vào trong đại tịch diệt, đại khủng bố vậy. Đó là thần thông mà hắc đế ẩn giấu trong ma nhãn, vốn dĩ định ám toán mục tiên thiên, nhưng hiện tại đã bị Trung Nhạc dẫn động, chư thiên vô đạo bao phủ thế giới thiên đạo, khiến cho hết thảy thần thông, thần binh của tất cả mọi người đều không thể sử dụng. Nguyên thần của bọn họ hỗn loạn, nhục thân vô lực, chiến lực cũng không bằng được trước đây. Ầm ầm. Mẫu thể mục tiên thiên bị trăm ngàn đạo tà quang xạ tuyến đâm xuyên nhục thân, hung hăng đụng thẳng lên trên thiên mạc, chấn cho huyền đế rơi xuống mặt đất. Bích Lạc tiên sinh rên lên một tiếng, không thể giữ chặt được thiên phạt, loạng choạng ngã xuống đất. Một quả tà nhãn trên lồng ngực tiên thiên tà đế đột nhiên nổ tung, ngục chủ thiên ngục tay nắm thiên ngục từ trong một đống dịch nhảy trượt xuống. Mà khí tức của 30 thiên đạo thân kia cũng đại loạn, nhao nhao thổ huyết, ủ rũ không phấn chấn. Vũ Uy đế vừa mới đứng dậy đã bị chư thiên vô đạo trùng kích, lại càng không ngừng oa oa mà thổ huyết. Chỉ có Phong Hiếu Trung và Trung Nhạc vẫn còn khỏe mạnh như cũ. Hai người một trái một phải giao thoa đánh tới, một người tay cầm tiên thiên thần đao, một người tới khởi một cây kéo lớn. Chanh một tiếng, thần đao chẩm đạo chém xuống, chém lên trên cần cổ tiên thiên tà đế, mà cây kéo của Phong Hữu Trung lại cắt lên cần cổ của tiên thiên tà đế. Hai người cùng nhau phát lực, da thịt trên cần cổ tiên thiên tà đế phá vỡ, có máu tươi chảy ra. Lại chém! Trung Nhạc cầm lên, giơ tay cao quá đầu, một lần nữa chém xuống. Phong Hữu Trung thì lại đứng yên chấn động, nhưng vô số cây kéo bay ra cắt về phía vô số quả tà nhãn trên dưới toàn thân tiên thiên tà đế, muốn phá tà nhãn của hắn trước. Hai người bọn họ đều đã chuyên sâu nghiên cứu hắc đế ma nhãn cùng với chư thiên vô đạo trong ma nhãn, mặc dù cũng bị thạ đạo thần thông này khắc chế, nhưng bị áp chế không quá gắt gao, không giống như những người khác ngay cả pháp lực cũng không thể sử dụng. Bất quá trùng kích của chư thiên vô đạo rất nhanh đã trôi qua, tiên thiên tà đế vẫn như cũ không bị hai người giết chết. Hai con dẹp nho nhỏ, các ngươi đã thương tổn tới tà nhãn của ta. Tiên thiên tà đế hét lên giận dữ, đang muốn xuất thủ đánh chết hai người. Đột nhiên thân thể Phong Hữu Trung chợt kịch liệt thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã chui vào trong cơ thể của hắn. Mà Trung Nhạc thì bứt ra, lui nhanh về phía sau, cao giọng hỏi: Sao thiên đạo thân không tham chiến vậy? Trong lòng Bích Lạc tiên sinh và ngục chủ thiên ngục cũng khẽ chấn động. 30 thiên đạo thân đều là đại cao thủ, không tầm thường. Mỗi một người đều là tồn tại đế cấp, thực lực cực kỳ cường đại, lại càng trưởng khống 30 kiện bảo vật thiên đạo. Mà 30 thiên đạo thân từ đầu tới giờ vẫn chậm chạp bất động, sự tình xuất hiện biến số ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu vừa rồi thời điểm Trung Nhạc thôi động mộ cổ kích phát chư thiên vô đạo của hắc đế, 30 thiên đạo thân cũng đồng thời xuất thủ, ít nhiều cũng có thể khiến cho tiên thiên tà đế bị thương tổn không nhẹ. Tuy chưa chắc đã có thể giết chết tiên thiên tà đế, nhưng tiên thiên tà đế cũng rất không dễ chịu. Tiếp tục tái chiến, bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không giống với hiện tại, thời thời khắc khắc cũng có khả năng vứt đi tính mạng. Mà 30 thiên đạo thân cũng không nhân cơ hội này xuất thủ, đã mất đi cơ hội thật tốt. Bọn họ nó bị ta thức tỉnh dục vọng báo thù rồi. Hai bàn tay tiên thiên tà đế giao thoa,
hai cánh tay như cặp cánh sắc bén tấn công, phóng người lên bay song song với Kim Ô Thần Đế. Kim Ô Thần Đế rên lên một tiếng, bị hai cánh tay của hắn liên tục chấm lên cặp cánh, đánh cho trọng thương. Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả nói: "Bọn họ đang đợi Thiên Hằng Lâm, sau đó sẽ nát thiên kìa." Thanh âm của hắn vô cùng khoái ý, cười hăng hắc nói: "Đám côn trùng nho nhỏ, các ngươi không phải còn có thiên là viện thủ hay sao? Hiện tại thiên đạo thân đã phản loạn, bị ta khống chế, thiên còn dám hàng lâm hay sao? Hắn chỉ cần hàng lâm, hắn sẽ chết thôi." Sắc mặt mẫu thể Mục Tiên Thiên thảm đạm, ra sức giết tới, cao giọng quát lớn: "Thần ma hợp thể!" Chân thân thần đạo và chân thân ma đạo của nàng bay tới, ý đồ ba thể hợp nhất. Hiện tại mẫu thể của nàng vẫn chưa tu luyện tới đế cảnh, ba thể hợp nhất có hung hiểm cực lớn, dễ dàng thần ma xung đột, mẫu thể không thể điều hòa, bất cứ lúc nào cũng có thể khả năng thân tử đạo tiêu. Bất quá Tiên Thiên Tà Đế mạnh mẽ như vậy, vậy mà có thể ảnh hưởng tới 30 thiên đạo thân, khiến cho thiên không dám hàng lâm, bởi vậy Mục Tiên Thiên không thể không thi triển thủ đoạn áp đáy hòm, liều chết mà đánh một trận. Nàng căn bản không ngờ Tiên Thiên Tà Đế vậy mà khó đối phó như vậy. Bố trí cả trăm năm của nàng, cộng thêm vị trí giả như Trung Nhạc này, bổ sung sai sót, định ra kế hoạch hoàn mỹ, lại có vị thiên vị tồn tại cấp bậc đạo thần này tương trợ, đã tập hợp 45 vị tồn tại đế cấp, lại vẫn không thể chiến thắng được Tiên Thiên Tà Đế. Trái lại, Tiên Thiên Tà Đế lại có khả năng một lưới bắt gọn tất cả bọn họ. Kết quả này, nàng quả thật không thể ngờ tới, chỉ sợ thiên cũng không thể ngờ tới, chỉ sợ Trung Nhạc cũng không thể ngờ tới. Tiên Thiên Tà Đế thật sự quá cường đại, hoàn toàn áp chế ngược lại bọn họ, khiến cho bọn họ rơi vào tử cục. Mục Tiên Thiên đang định hợp thể, đột nhiên một đạo tà quang phóng tới, đánh lên giữa ngực của nàng. Khí huyết Mục Tiên Thiên nhất thời đại chấn, ba tôn chân thân ầm một tiếng tách ra, khí tức kẻ nào kẻ nấy đều chấn động. Thần đạo ma đạo chết chút nữa va chạm với nhau mà yên diệt. Vũ Uy Đế vội vàng bay tới, khí tức quanh người ba động bảo vệ mẫu thể Mục Tiên Thiên. Rất nhanh hắn đã bị chấn cho lục đạo tan vỡ, đẫm máu bay ngược về phía sau. Nhưng mẫu thể Mục Tiên Thiên cũng được hắn bảo vệ, không chết trong thần ma yên diệt. Vũ Uy Đế giãy giụa đứng dậy, lại phốc một tiếng ngã xuống, từng ngụm mà thổ huyết, há miệng chỉ to: "Mộ nội nó chứ, lão tử thế nào cũng chính là thần Vũ Uy Đế mà." Sắc mặt đám người thảm đạm, Huyền Kỳ Nhị Đế, một người nắm chặt đạo truy, một người nâng lên vạn bảo hồng lô, rách nát tả tơi. Ngục chủ Thiên Ngục, tay nắm chặt Thiên Ngục, lau đi vết máu trên mép, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Thần quang hộ thể của nàng đã bị tà khí ăn mòn, lộ ra dung mạo. Nàng là một nữ tử, chỉ là nửa thần, nửa côn trùng, hẳn là hỗn huyết giữa mẫu hoàng và thần tộc. Bích Lạc Tiên Sinh, Táng Linh Thần Vương cũng đều đã bị trọng thương, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Tiên Thiên Tà Đế thật sự cường hãn tới mức đám người chính mình đi bao vây tiêu trừ hắn, lại phải đối mặt với kết quả bị hắn đánh tới mức toàn quân chết sạch. Tử Vi cũng nên đợi một đời thiên đế rồi. Tiên Thiên Tà Đế cười hăng hắc, cất bước tiến về phía Mục Tiên Thiên, thản nhiên nói: "Thiên đế hẳn phải có bộ dạng của thiên đế, thành thành thật thật vâng lời. Nếu không nghe lời, vậy thì đổi một kẻ biết vâng lời đi." Đúng lúc này, một cỗ lực lượng tối tăm đột nhiên xâm nhập vào thế giới thiên đạo. Khí tức 30 thiên đạo thân đột nhiên tăng mạnh, thần quang trong mắt kích xạ, 30 kiện bảo vật thiên đạo chấn động, nhất tề oanh kích về hướng Tiên Thiên Tà Đế. Tiên Thiên Tà Đế khẽ giật mình, vội vàng tránh né, cười ha hà nói: "Thiên, ngươi dùng thiên tâm chế trụ nguyện vọng báo thù dưới đáy lòng bọn họ rồi sao? Bất quá, ngươi không dám hiện thân cũng chỉ vô dụng mà thôi, hành vi bất chính, giấu đầu lòi đuôi." Thần thông của hắn bạo phát, vô số tà niệm điên cuồng trong khoảnh khắc bao phủ thế giới thiên đạo. 30 thiên đạo thân kia đột nhiên dừng tay, đều tự khoanh chân ngồi xuống, chẳng cảnh yên tĩnh tới mức có chút quỷ dị. "Thiên tiểu nhi, ngươi chỉ cần dám xuất hiện, ta sẽ chơi chết ngươi." Tiên Thiên Tà Đế cười ha hà nói. Toàn thân đám người không khỏi run rẩy, lá gan của Tiên Thiên Tà Đế không khỏi cũng quá lớn. Hắn dù sao vẫn chưa phải là đạo thần, vậy mà dám không chút cố kỵ kêu gọi thiên là tiểu nhi như vậy. Hơn nữa, còn nói ra lời chơi chết ngươi như vậy, thật sự là vô cùng kiêu ngạo. Bất quá, Tiên Thiên Tà Đế quả thật cũng có thủ đoạn uy hiếp tới thiên. Hiện tại, 30 thiên đạo thân bị tà niệm của hắn ảnh hưởng. Nếu thiên mượn thế giới thiên đạo để hiện thân, xuất hiện ở nơi này, vậy 30 thiên đạo thân trực tiếp đánh nát thế giới thiên đạo, ngay cả thiên cũng sẽ bị đánh tan thành từng mảnh. Đây chính là sức mạnh của Tiên Thiên Tà Đế. Một người chỉ cần có nhược điểm,
vậy sẽ liền bị tiên thiên tà đế bắt lấy nhược điểm này, hơn nữa tiến hành phóng đại, mãi cho tới khi đạo tâm vỡ nát, bị hắn khống chế mới thôi. Đạo tâm của 30 thiên đạo thân nhìn như bàn thạch, tuyên cổ bất biến, đã đạt tới cảnh giới thiên tâm là tâm ta. Nhưng ở trước mặt tiên thiên tà đế, loại tâm cảnh này quả thật chỉ là một khúc gỗ mục nát, không chịu nổi một kích. Tiên thiên tà đế giỏi về đùa bỡn nhân tâm, cho dù là tâm cảnh không có sơ hở, cũng sẽ bị hắn chơi đùa ra sơ hở. Thiên tâm là tâm ta, loại tâm cảnh này nhìn như cao minh, tâm cảnh của chính mình tương liên với thiên. Nhưng đó dù sao cũng không phải là tâm cảnh của chính mình, mà là tâm cảnh mượn tới từ chỗ của thiên. Đối với người khác, thiên tâm là tâm ta phi thường cao thâm, nhưng đối với tiên thiên tà đế, ngược lại chính là dễ dàng bị hắn trưởng khống nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Trung Nhạc, Mục Tiên Thiên không bị tiên thiên tà đế khống chế, mà thiên đạo thân lại dễ dàng bị khống chế như vậy. Tu luyện tâm cảnh không cho phép có nửa điểm may mắn hay là do người khác ban tặng, chỉ có thể dựa vào chính mình mài giũa. Thiên đạo thân là mượn tâm cảnh của thiên, tự nhiên là sẽ dễ dàng sụp đổ nhất. Trái tim của Mục Tiên Thiên dần dần trầm xuống. Sự tình hiện tại không xong ngoài dự liệu của họ. Hành động săn giết tiên thiên tà đế vốn dĩ hẳn phải thỏa thỏa đáng đáng, thế nhưng thật sự đối mặt với tiên thiên tà đế, lúc này mới cảm giác được sự cường đại và tà ác của tôn thần vương thái cổ này, cùng với cảm giác thất bại không thể đối kháng. Thần vương thái cổ vẫn luôn cao cao tại thượng, khiến cho nàng, vị thần vương đương đại độ tuổi chỉ mới hơn 10 vạn năm này, không thể không ngưỡng mộ. Đám người vận khởi tu vi tái chiến, bao vây tiên thiên tà đế ở trung tâm. Hiện tại thiên đã không dám hiện thân, cũng không thể mượn thế giới thiên đạo để mà hiện thân. Cho dù bọn họ có liều mạng đấu một trận, thì chờ đón bọn họ cũng chỉ là tử vong mà thôi. Sau một khắc, toàn thân huyền kỳ nhị đế đẫm máu, rơi xuống đất. Vạn bảo đạo chi của huyền đế bị đánh lên một đạo quyền ấn. Vạn bảo hồng lô của kỳ đế thì bị đánh thủng. Ba tôn chân thân của Mục Tiên Thiên xương gãy gần đứt. Hai chân thân thần ma liều mạng bảo vệ mẫu thể, lúc này mới đảm bảo mẫu thể không bị giết chết. Kim Ô thần đế một lần nữa bị trọng thương, cặp cánh gãy rời, nằm rạp trên mặt đất. Thiên phạt trong tay Bích Lạc Tiên Sinh bị tiên thiên tà đế mạnh mẽ đoạt lấy. Bích Lạc Tiên Sinh lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ nghe phốc một tiếng, bàn tay thiên phạt kia từ sau lưng của hắn cắm tới, cắm ngay trên sau gáy của hắn. Ngục chủ thiên ngục vội vàng thôi động thiên ngục ứng cứu, nào ngờ cánh tay nàng cũng bị mạnh mẽ chặt đứt. Sau đó cánh tay đứt cầm theo thiên ngục cắm thẳng lên lồng ngực của chính nàng. Hai vị tồn tại mạnh nhất Bích Lạc Cung và thiên ngục trước sau đều bị trọng thương. Táng Linh Thần Vương một lần nữa thi triển Táng Địa Thập Trọng Thiên, sau đó 10 trọng thiên bị tiên thiên tà đế một cước đạp phá, dẫm xuyên 10 trọng thiên. Thân thể của Trường Sinh Đế lay động, tán cây trên đỉnh đầu bắn ra vô số cành lá, giống như độc long đại mãng cuốn về phía tiên thiên đế. Cùng lúc đấy dưới chân của hắn cũng mọc ra vô số sợi rễ, phảng phất như vô số xúc tu vậy, đâm về phía vô số khỏa tà nhãn trên người tiên thiên tà đế. Tà nhãn toàn thân tiên thiên tà đế đại phóng quang mang, chặt đứt hết thảy những sợi rễ và chạc cây này. Trong khoảnh khắc, toàn thân Trường Sinh Đế đã trống trải, tán cây bị chém đứt không còn một mảnh, toàn bộ sợi rễ cũng bị chặt đứt trụ lùi đứng ở nơi đấy, chân tay luống cuống. Thái Phùng Đế và Ưng Tôn Đế ra sức giết tới giải cứu, lại bị quang luân sau đầu tiên thiên tà đế xoay tròn quấn lấy hai vị đại đế. Quang luân sau đầu tiên thiên tà đế giống như bảy con đại mãng tinh hà vậy, trước sau đập hai vị đại đế lên trên màn trời của thế giới thiên đạo. Bảy con đại mãng tinh hà không ngừng va chạm, đập cho hai vị đại đế miệng phun máu tươi. Trung Nhạc thì thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo trong thánh địa tiên thiên bắt quái của chính mình. Từng kiện bảo vật thiên đạo nhao nhao oanh kích về phía tiên thiên tà đế, nỗ lực giải cứu đám người. Trung Nhạc lựa chọn chính là lộ tuyến chạy loạn, tận lực không tiếp xúc với tiên thiên tà đế, vừa đánh vừa chạy. Uy lực của 30 kiện bảo vật thiên đạo do hắn luyện chế ra cũng cực lớn, mặc dù không bằng 30 kiện bảo vật thiên đạo của 30 thiên đạo thân kia, nhưng oanh kích lên trên người tiên thiên tà đế cũng có thể khiến cho hắn bị thương, chỉ là thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Để xem tiểu tặc ngươi có thể nhảy nhót tới lúc nào nào. Tiên thiên tà đế nhất thời giận dữ, từng khỏa tà nhãn trên lồng ngực của hắn mở ra, đánh bay từng kiện bảo vật thiên đạo đang oanh tới kia. Hắn cười lạnh nói: hiện tại nên giải quyết ngươi rồi. Ồ. Hắn đột nhiên dừng bước lại, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực chính mình, chỉ thấy tà nhãn trên lồng ngực chính mình đang trong lúc bất chi bất giác đã thiếu đi mấy khỏa. Cổ quái, có thứ gì đang ở trong cơ thể ta vậy? Trong chớp mắt,
lại có thêm mấy quả tà nhãn trên người của hắn biến mất, phảng phất như có kẻ nào đó ẩn giấu trong thân thể của hắn vậy. Đang lúc gỡ đi tà nhãn trên thân thể của hắn, sắc mặt Tiên Thiên Tà Đế đại biến, thần thức vội vàng bạo phát, tìm kiếm trong cơ thể chính mình, nỗ lực tìm kiếm ra kẻ đang ẩn nấp trong cơ thể của hắn kia. Hắn đột nhiên nhớ lại, lúc trước cùng với Trung Nhạc công kích hắn còn có một gã nam tử trung niên nữa, kẻ này thình lình đã chui vào trong thân thể của hắn. Gã nam tử trung niên này vô cùng chân trượt, đối với thân thể của hắn phảng phất như còn muốn quen thuộc hơn so với chính hắn vậy, không ngừng chui tới chui lui trong đám bí cảnh ít được lưu ý trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn không thể nào nắm bắt được. Vừa rồi Tiên Thiên Tà Đế cũng không đặt kẻ này ở trong lòng, hiện tại mới có chút lưu tâm. Trong cơ thể của hắn có vô số bí cảnh của Tiên Thiên Thần Ma đều là luôn mở ra, không một bí cảnh nào khép kín. Điểm này bất đồng với sinh linh hậu thiên, nhưng đồng dạng với sinh linh hậu thiên, ngoại trừ bí cảnh lục đạo ra, Tiên Thiên Thần Ma cũng không thể sử dụng lực lượng của những bí cảnh nhiều tới bất tận khác, bởi vì những bí cảnh này chưa thành hệ thống. Nếu mạnh mẽ sử dụng lực lượng của những bí cảnh này sẽ mang tới cho chính mình sự gánh vác cực lớn, khiến cho tu vi tổn hại, thậm chí có khả năng nguy hiểm tới tính mạng nữa. Phong ngữ chung chưa vào trong cơ thể của hắn chính là tránh né bí cảnh lục đạo và bí cảnh thứ 7 của hắn, chạy loạn trong vô số những bí cảnh kia, thỉnh thoảng lại xuất thủ gỡ xuống một quả tà nhãn của hắn. Gã phong hữu trung này gỡ xuống tà nhãn của hắn, hắn vậy mà không có một tia cảm giác, thủ đoạn so với Tiên Thiên Tà Đế còn quỷ dị hơn. Tà nhãn trên người chính mình bị gỡ xuống, chính mình lại không cảm giác được, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Nhưng tà nhãn trên người mất đi quá nhiều vẫn đã khiến cho Tiên Thiên Tà Đế phát giác ra được. Tiểu tử thối, lăn ra đây cho ta. Tiên Thiên Tà Đế quát lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên chắp lại, nhục thân chấn động kịch liệt, chấn động cho phong hữu trung từ trong cơ thể phải văng ra. Bích Lạc tiên sinh nhân cơ hội này giết tới, rút ra đại thủ thiên phạt cắm lên đỉnh đầu chính mình, dùng thiên phạt làm chùy, một chùy đập lên đỉnh đầu của Tiên Thiên Tà Đế. Mà một bên khác, Ngục Chủ Thiên Ngục dùng thiên ngục vì cự chùy cắm lên lồng ngực Tiên Thiên Tà Đế. Ba tôn chân thân của Mục Tiên Thiên hợp nhất biến thành một gã cự nhân ba đầu sáu tay, thân thể bày ra thần ma thái cực, sáu cánh tay tung bay lần lượt ấn lên trên người của Tiên Thiên Tà Đế. Trung Nhạc một phát tế khởi 30 kiện bảo vật thiên đạo ầm ầm mà nện xuống. Vũ Uy Đế hét lên giận dữ, bước đạp cương đấu, thi triển ra toàn lực oanh kích lên hậu tâm của Tiên Thiên Tà Đế. Sợi rễ của Trường Sinh Đế một lần nữa sinh trưởng ra, xoạt xoạt cuốn lấy hai chân của Tà Đế. Hai tay Táng Linh Thần Vương đẩy ra 10 tầng quan, mạnh mẽ vỗ một cái, đánh 10 tầng quan vào trong mi tâm của Tà Đế, biến thành một mảnh táng khu trong thức hải của hắn, ý đồ muốn tiến vào trong đấy, ở trong thức hải Tiên Thiên Tà Đế đánh chết đối phương. Thái Phùng Đế và Ưng Tôn Đế cũng đồng thời bay tới, tế khởi đế binh của mình đánh về phía đỉnh đầu Tiên Thiên Tà Đế. Huyền Kỳ Nhị Đế thì lại đập về phía bảy tòa bí cảnh sau đầu Tiên Thiên Tà Đế kia, cắt đứt bí cảnh của hắn, làm suy yếu lực lượng của hắn. Kim Mô Thần Đế thì từ chính diện đánh tới, vươn chảo chụp lấy hai quả tà nhãn trên mặt Tiên Thiên Tà Đế, móc hai quả tà nhãn đồng ra. Đám người ai nấy cũng đều bắt lấy cơ hội hiếm có này, toàn lực thống hạ sát thủ. Một cỗ chấn động kịch liệt vang lên, toàn thân Tà Đế đẫm máu bay ngược về phía sau, đám người nhao nhao giết tới, đuổi theo truy sát. Đột nhiên, vô số tà quang xạ tuyến bắn ra bốn phương tám hướng, đám người nhao nhao kêu rên, kẻ nào kẻ nấy máu tươi văng bắn khắp nơi. Lồng ngực của Trung Nhạc cũng chúng không biết bao nhiêu đạo tà quang bị bắn cho trước sau thông thấu, thật không dễ dàng mới tránh né bộ phận quan trọng, lúc này mới không bị mất mạng. Thân thể của Huyền Kỳ Nhị Đế bị chặt đứt làm đôi, Vũ Uy Đế cũng đầu thân hai nơi, Trường Sinh Đế cũng bị chấm thành hai nửa, Ương Tôn Đế thì bị đập xuống lòng đất, chỉ còn hai cái chân là lộ ra bên ngoài. Bích Lạc Tiên Sinh một lần nữa bị thiên phạt cắm lên sau gáy, Ngục Chủ Thiên Ngục thì bị thiên ngục đâm xuyên qua lồng ngực, đóng đinh lên trên thiên mạc. Ba tôn chân thân của Mục Tiên Thiên bị đánh tới, dán lên trên cửa cung Huyền Nữ Bắt Phong Cung, khảm nạm vào trong cửa cung. Phong Hữu Trung thì nằm dài dưới chân Huyền Hoàng Sơn, thiên dực của thuyền bị nhét hơn phân nửa thân thuyền vào trong đỉnh núi. Toàn bộ đám người cơ hồ đều gặp tai ương, chỉ có Táng Linh Thần Vương chui vào 10 tầng quan mới không bị trọng thương, nhưng sau một khắc 10 tầng quan vỡ nát, hắn cũng bị đánh văng ra ngoài. Tiên Thiên Tà Đế há miệng phun ra một ngụm máu đen, lướt nhìn vết máu trên người chính mình, sắc mặt có chút khó coi, cười lạnh nói: "Một đám kiến hôi, không ngờ lại có thể thương tổn tới ta. Ta đã rất lâu rồi không có bị thương qua. Các ngươi đã khiến cho ta một lần nữa cảm giác được đau đớn. Lần cuối cùng là cái tên Hắc Đế kia. Hiện tại các ngươi có thể lên đường được rồi."
Táng Linh đâu? Trung Nhạc đột nhiên cao giọng quát lớn. Táng Linh Thần Vương lập tức phóng người bay lên, chui thẳng vào trong tầng tầng quang luân sau đầu của hắn. Thiên dực của thuyền cũng ầm ầm phá đất chui lên. Trung Nhạc phi thân bay lên, đáp xuống trên cột thuyền, vươn tay nắm lấy Phong Hữu Trung từ dưới chân Huyền Hoàng Sơn, nhét vào trong bí cảnh của chính mình. Thiên dực của thuyền bay thẳng về phía Huyền Nữ Bát Phong Cung. Trung Nhạc giơ tay kéo ba tôn chân thân Mục Tiên Thiên từ trong môn hộ Huyền Nữ Bát Phong Cung ra, cũng nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Tốc độ của thiên dực của thuyền cực nhanh, không ngừng vô cánh bay xung quanh, cứu lên từng vị tồn tại đế cấp. Trung Nhạc không nói lời nào, nhét toàn bộ đám người vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Tế Luân Hồi Đăng. Trung Nhạc đột nhiên mà quát lớn. Trong bí cảnh nguyên thần của hắn, Táng Linh Thần Vương và Phong Hữu Trung rơi xuống trong bí cảnh đạo nhất, những người còn lại thì rơi xuống trong những bí cảnh khác, tránh cho tiết lộ bí mật bí cảnh đạo nhất của Trung Nhạc. Phong Hữu Trung và Táng Linh Thần Vương trước tiên thôi động Luân Hồi Đăng, sợi thanh đằng kia nhất thời điên cuồng diễn sinh, cành lá xuyên qua những bí cảnh khác của Trung Nhạc. Mà đám người Bích Lạc Thiên Sinh, Ngục Chủ Thiên Ngục, Mục Tiên Thiên nhìn thấy Luân Hồi Đăng từ xa vươn tới, lập tức thôi động pháp lực của chính mình, khiến cho uy lực của Luân Hồi Đăng lại càng mạnh hơn. Ông một tiếng, khí tức Trung Nhạc đột nhiên tăng mạnh, cảm thấy thất đạo luân hồi viên mãn, tu vi thực lực nhất thời tăng vọt. Ta lại cảm thấy chính mình thật cường đại. Trung Nhạc kinh ngạc tán thán, nhưng vẫn dằn xuống ý niệm liều mạng với Tiên Thiên Tà Đế. Mặc dù Luân Hồi Đăng đã xuyên qua thất đạo, thống nhất luân hồi, nhưng hắn vẫn còn xa không phải là đối thủ của Tiên Thiên Tà Đế. Tiên Thiên Tà Đế từ phía sau đuổi tới, năm ngón tay mở rộng chụp về phía thiên dực của thuyền. Chiếc cổ thuyền kéo kẹt một tiếng dừng lại. Tiên Thiên Tà Đế vươn tay ra chụp về phía Trung Nhạc ở trên thuyền. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, đột nhiên toàn lực thôi động 30 kiện bảo vật thiên đạo, lạc ấn vào trong 7 tòa bí cảnh của chính mình, rồi quát lớn: Thiên, ngươi có thể hiện thân được rồi. 30 kiện bảo vật thiên đạo do hắn luyện chế kia đại phóng dị thải, lạc ấn vào trong thất đạo luân hồi, khiến cho thất đạo luân hồi của Trung Nhạc không ngừng khuếch trương ra, trở nên vô cùng to lớn, vô cùng mênh mông. Đây chính là thiên uy mênh mông. Thất đạo luân hồi của Trung Nhạc đã biến thành một phiến thế giới thiên đạo khác. Chỉ thấy một đạo vết thương đột nhiên xuất hiện trong thất đạo luân hồi của hắn, chậm rãi di chuyển. Sau đấy, đạo vết thương kia từ trên thiên không rơi xuống, một thân ảnh không có khuôn mặt từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn đi ra, nghênh đón Tiên Thiên Tà Đế. Mà lúc này, trong lòng Trung Nhạc đột nhiên có một loại cảm giác. Thiên đang nằm trong sự trưởng khống khống chế của thất đạo luân hồi của ta. Hiện tại ta có thể chơi chết hắn ta được rồi. Đây là ý tưởng của bản thân ta, hay là ý nghĩ mà Tiên Thiên Tà Đế đã âm thầm đưa cho ta đấy? Trong lòng hắn có chút giận cả tóc gáy. Giết chết thiên ư? Ý niệm này trong lúc bất chợt từ trong đầu của hắn lóe lên, vừa xuất hiện liền không thể vãn hồi. Hiện tại thiên là mượn thế giới thiên đạo do thất đạo luân hồi của hắn biến thành để hiện thân. Nếu như lúc này thế giới thiên đạo vỡ nát, thiên cũng sẽ vì vậy mà trọng thương, thậm chí nói không chừng còn bị hắn chơi chết nữa. Hiện tại hắn quả thật là có khả năng chơi chết thiên. Bất quá Trung Nhạc tinh tế thẩm tra lại ý niệm của chính mình, phát hiện ý niệm này quả thật là tới từ chính mình, cũng không phải là do Tiên Thiên Tà Đế âm thầm đưa cho chính mình. Bất quá chính mình chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, không có khả năng biến nó thành hành động, mà ý niệm này lại vô cùng cường liệt, không ngừng thúc giục hắn đi làm, thúc giục hắn động thủ giết chết thiên. Tiên Thiên Tà Đế không có âm thầm đưa cho hắn ý niệm này, mà chỉ là khiến cho ý niệm dưới đáy lòng của hắn trở nên cường đại và tà ác không gì sánh được mà thôi. Trung Nhạc nhìn thấu điểm này, không bị Tiên Thiên Tà Đế ảnh hưởng, nhưng 30 thiên đạo thân thì bởi vì tâm cảnh là mượn thiên tâm của thiên, cho nên không thể rõ ràng nhận ra được nguồn gốc của mỗi một ý thức và nguyên nhân lớn mạnh của chính mình, cho nên mới bị Tiên Thiên Tà Đế khống chế như vậy. Quả thật, hiện tại Trung Nhạc có được năng lực đánh trọng thương thiên, nhưng Tiên Thiên Tà Đế mới là địch nhân duy nhất mà trước mắt bọn họ phải đối mặt. Chuyện tình nặng nhẹ, Trung Nhạc vẫn có thể phân biệt rõ được. Mục tiêu lần này của bọn họ là đối phó với Tiên Thiên Tà Đế. Hết thảy những ân oán, nhân quả khác đều phải đợi sau khi chuyện này chấm dứt. Hiện tại chưa phải là thời gian để mà tính toán. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 312 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.